ơi. Bao nhiêu này? Ôi, ở đây nhiều ốc thế. Đây chị ơi, hai con to rồi. Đấy. Nhiều quá. Quầy to thế. Đây. Quầy đây nữa này. Đây này. Quầy ốc to lắm chị ạ. Đây. Ui, con này. Đâu. Đây. Quầy này. Quay nhiều thế. Mấy hôm nay mình ăn đồ đồng mãi rồi chán. Chị thèm xuống biển hay lên núi ấy. Thế á? Ừ. Thế thì sau hôm nay chị mình sẽ lên núi nhá. Đi đâu được? Ăn đồ rừng chị ơi. Ăn đồ dưới đồng hôm nay mình chán lắm rồi. Yeah. Em đọc cái này cho chị đi. Chị đi thế. Đây, bỏ đây. Bỏ hết đây. Thơm đấy. Đập xả.
chồng được rồi nha. Thơm quá chị ạ.